Các bạn thân mến, với nhiều khán giả Việt Nam thì Hòa Thân có lẽ là một cái tên quen thuộc. Nhiều người cho rằng ông chính là tham quan đệ nhất không chỉ của Triều Thanh mà còn trong cả lịch sử Trung Quốc. Xoay quanh nhân vật này quả thực có rất nhiều chuyện đáng để kể, đặc biệt là câu chuyện về lời nguyền của Hòa Thân trước lúc ra đi và sự linh ứng thần kỳ với lịch sử Trung Quốc sẽ được chúng tôi gửi đến quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo sử cũ ghi chép, Hòa Thân làm quan 30 năm, đến khi kiểm kê tài sản của ông, ai nấy đều phải kinh ngạc. Tổng số tiền ông từng tham ô lên tới 1 tỷ lượng bạc, tương đương với tổng thu nhập tài chính trong 15 năm của Triều Thanh. Cuối cùng, khi Càn Long vừa mới băng hà chưa đầy nửa tháng thì Hòa Thân bị Hoàng đế Gia Khánh vừa kế vị ban cho cái chết, kết thúc một cuộc đời huyền thoại. Nỗ lực phục vụ nhân dân, trừng trị tham ô. Hòa Thân thuộc dòng họ Nữu Hỗ Lộc, người chính Hồng Kỳ tại Mãn Châu, sinh ra trong một gia đình hoạn quan có thế lực. Cha ông từng làm phó đô thống tỉnh Phúc Kiến nhưng mẹ lại sớm qua đời. Hoàn cảnh Hòa Thân dần suy tàn, cuộc sống của ông khi nhỏ khá vất vả, thậm chí thường ăn không no, hai anh em phải sống nhờ vào người khác. Sau khi lớn lên, Hòa Thân sở hữu một tướng mạo phi phàm, là một chàng trai anh tuấn nức tiếng xa gần. Hơn nữa, ông còn tinh thông bốn thứ tiếng là Mãn Thanh, Hán, Mông Cổ và Tây Tạng. Kể cả thứ thư, ngũ kinh, ông cũng đều thông hiểu. Hòa Thân được thầy giáo vô cùng yêu mến. Năm 18 tuổi, do tài mạo song toàn, Hòa Thân được Phùng Anh Liêm, tổng đốc Trực Lệ yêu mến và gả cháu gái cho. Từ đó, ông như cá chép hóa rồng, dần dần bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Mặc dù thi cử không đỗ đạt, nhưng nhờ có người chống lưng hậu thuẫn, bản thân làm việc lại linh hoạt nên Hòa Thân làm đến chức quan tam phẩm thanh sa đô úy với danh nghĩa là tú tài. Đến năm 22 tuổi lại được phong làm thị vệ tam phẩm. Năm 23 tuổi, Hòa Thân đã làm tùy tùng trong đội thị vệ của Hoàng đế, phụ trách khiêng kiệu và giơ cờ. Mặc dù chức quan không cao nhưng lại có thể gần gũi tiếp xúc với Hoàng thượng. Hòa Thân đã tận dụng tối đa mọi cơ hội để thể hiện tài năng của mình trước mặt Càn Long. Chỉ sau đó 4 năm, ông trở thành trọng thần của triều đình, được Càn Long vô cùng sủng ái. Ban đầu, Hòa Thân cũng bụng đầy chí lớn, nhất tâm muốn làm một vị quan tốt phục vụ nhân dân. Ông cũng từng là một vị quan thanh liêm, có thành tích xuất sắc, được bổ nhiệm làm đại thần tổng quản phủ nội vụ. Sau đó, Càn Long ra lệnh cho Hòa Thân đến Vân Nam điều tra vụ án tham ô của Lý Thị Nghiêu. Hòa Thân hầu như không ăn, không ngủ. Sau một thời gian âm thầm điều tra, thăm dò, ông đã tìm được bằng chứng tham ô của Lý Thị Nghiêu và đưa ra trừng trị trước pháp luật. Đồng thời, Hòa Thân cũng khiển trách thậm tệ hành vi tham ô của y, khiến Lý Thị Nghiêu tinh anh, lão luyện cũng không có chốn dung thân, thậm chí y còn có ý định tự sát. Do đó, Hòa Thân được thăng chức làm Thượng Thư Bộ Hộ. Khi có được quyền cao chức trọng, Hòa Thân đã sớm quên mất lời thề là một vị quan thanh liêm ngày xưa. Ông dần dần thoái hóa, bản thân lại trở thành một tham quan. Là sủng thần luôn bên cạnh Càn Long, những đại thần khác muốn thăng tiến đều phải hối lộ, nịnh nọt ông. Bạc vàng, đồ cổ, tranh chữ chất đầy nhà Hòa Thân. Hơn nữa, Hòa Thân còn kết giao vây cánh rất rộng, hình thành nên một thế lực lớn. Có lẽ Càn Long cũng biết tường tận về việc tham ô của Hòa Thân, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà không cho điều tra kỹ. Cuối cùng, Càn Long lại để cho con trai mình là Hoàng đế Gia Khánh ra tay trừ diệt Hòa Thân. Khi Càn Long vừa băng hà, Gia Khánh đã tuyên bố 12 tội trạng của Hòa Thân và hạ chiếu lục soát nhà ông. Số tài sản mà quân lính tìm được khiến người ta không khỏi giật mình. Trong 24 năm kể từ khi bắt đầu được Càn Long để mắt và sủng ái, Hòa Thân đã tích lũy cho mình một số tài sản kếch xù, bao gồm 3.000 phòng gồm phòng trọ, dinh thự, 8.000 mẫu đất tương đương với 32 km², 72 ngân hàng, 75 hiệu cầm đồ. Bên cạnh đó, số tiền mặt của Hòa Thân cũng không khỏi khiến người ta lóa mắt với 60.000 lạng vàng bọc đồng, 100 thỏi vàng lớn nguyên chất, một thỏi vàng có giá trị bằng 1.000 lạng vàng, 56.600 thỏi bạc cỡ vừa, 9 triệu thỏi bạc nhỏ, 58.000 cân tiền ngoại, 1,5 triệu đồng tiền xu. Không chỉ vậy, Hòa Thân còn bỏ túi không ít chân phẩm, báu vật trong thiên hạ. Phủ họ Hòa lúc bấy giờ chưa tới 1.200 miếng ngọc bội, 230 chuỗi ngọc trai, mỗi viên tương đương một quả anh đào, 10 viên ngọc trai lớn, mỗi viên có kích cỡ bằng quả mơ, 10 viên hồng ngọc, 40 viên ngọc bích lớn. Ngoài ra, Hòa Thân còn sở hữu 711 nghiên mài mực cổ, 40 bàn đựng đồ ăn bằng vàng, 11 tảng san hô, mỗi tảng cao 1 mét, 14.300 xếp vải quý, 20.000 tấm len lông cừu thượng hạng, 460 đồng hồ châu Âu.
Chưa dừng lại ở đó, độ xa hoa của phủ họ Hòa không thua kém so với hoàng cung. Người ta đếm được 144 sập vàng, 23 sập khác nạm bằng vàng ròng, 40 sập sơn son mạ vàng, ngay tới chậu rửa mặt cũng được nạm ngọc thạch. Chỉ tính riêng số tỳ thiếp thì phủ họ Hòa đã có tới 600 người, còn gia nhân thì không đếm xuể. Lời nguyền trước khi chết. Sau khi Hòa Thân chết, toàn bộ tài sản của ông đều bị tịch thu, xung công. Nhờ chuyện này mà quốc khố nhà Thanh trở nên giàu có, dân gian bởi thế mới có câu Hòa Thân ngã ngựa, Gia Khánh ăn no. Hoàng đế Gia Khánh vốn định xử Hòa Thân tội lăng trì, nhưng các quan đại thần và công chúa cầu xin, hoàng đế mới đổi lại, ban cho Hòa Thân tự tử trong nhà. Sau khi nghe xong phán quyết của Hoàng đế Gia Khánh, Hòa Thân cầm giải lụa trắng dài hơn 3 mét rồi cười một cách lạnh lùng, ghê rợn. Sau đó, ông viết một câu thơ nguyền rủa toàn bộ vương triều nhà Thanh, lời nguyền như sau. Ngũ thập niên lai mộng huyễn chân, kim triều tản thủ tạ hồng trần, tha niên thủy phiếm hàm long nhật, nhận thủ hương yên thị hậu thân. Tạm dịch, 50 năm hư hư thực thực, kiếp này buông tay tạ hồng trần, năm sau nước dâng còn lũ lớn, nhận rõ hương hỏa kẻ hậu nhân. Hai câu thơ đầu là hồi ức về những điều đã qua của Hòa Thân, coi cuộc đời 50 năm của mình như mây khói. Hai câu sau, ông đã mượn điển cố để phát ra lời nguyền của mình, thủy phiếm hàm long chỉ nước lũ dâng cao. Quả nhiên, năm đầu tiên sau khi Hòa Thân bị ban cho cái chết, đê sông Hoàng Hà tại Hà Nam bị vỡ. Nhận rõ hương hỏa kẻ hậu nhân chính là ngụ ý Hòa Thân sẽ đợi lần sau khi nước lũ dâng lên sẽ đầu thai. Sông Hoàng Hà vỡ đê một lần nữa tại tỉnh Hà Nam. Đúng tháng 10 năm ấy, một bé gái oa oa cất tiếng khóc chào đời. Cô bé ấy chính là Từ Hy Thái Hậu sau này. Có người nói rằng đời trước của Từ Hy Thái Hậu chính là Hòa Thân. Bà chấp chính mấy chục năm khiến triều Thanh ngày càng suy tàn và bị các nước phương Tây thi nhau xâu xé. Cuối cùng, Từ Hy Thái Hậu đã khiến vương triều Mãn Thanh gần sụp đổ, đồng thời bị diệt vong vào năm thứ 3 sau khi Từ Hy băng hà. Điều này cũng ứng nghiệm với lời nguyền Hòa Thân lưu lại từ 100 năm về trước. Tất nhiên, đó là một giả thuyết rất ly kỳ. Hòa Thân chết bởi tay Hoàng đế triều Thanh, nguyền rủa triều Thanh. Hơn 100 năm sau, Hòa Thân đầu thai thành Từ Hy Thái Hậu, thao túng triều chính, coi các hoàng đế nhà Thanh như quân cờ, còn tốt trong tay, chính là trả lại mối hận năm xưa. Người ta nói, bánh xe lịch sử là có sự luân hồi, lịch sử cũng có nhân quả và báo ứng của riêng mình, chính là sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó. Và người đời cũng có câu, trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Những giai thoại về Hòa Thân, đệ nhất tham quan thời nhà Thanh chắc chắn sẽ còn được lưu truyền cho hậu thế về sau này. Vài nét về Hòa Thân. Ngày 1 tháng 7 năm 1750, tức năm Càn Long thứ 15, Hòa Thân ra đời trong một gia đình phó đô đốc tại Phúc Kiến. Năm lên 3 tuổi, mẹ ruột của ông qua đời sau khi sinh hạ em trai Hòa Lâm. 6 năm sau, Hòa Thân lại phải chịu cảnh mồ côi cha. May mắn khi đó ông được một người hầu lâu năm trong gia đình nuôi dưỡng. Sau này, Hòa Thân được theo học tại Hàm An Cung. Vào năm Càn Long thứ 33, tức năm 1768, Hòa Thân lấy con gái của Tổng đốc Phùng Anh Liêm làm vợ khi mới 18 tuổi. Năm 1769, ông tham dự kỳ thi khoa cử nhưng không đỗ. Sau đó, Hòa Thân cùng bạn đồng học làm người khanh kiệu cho phủ đô úy. Tới năm 22 tuổi, Hòa Thân mới làm đến chức thị vệ. Một năm sau, ông có cơ hội phô diễn tài năng của mình trước mặt hoàng đế nên nhanh chóng trở thành cận thần thân tín của nhà vua. Năm Càn Long thứ 38, tức năm 1773, Hòa Thân được giữ chức đại thần quản khố, chuyên lo việc quản lý tiền bạc. Và từ đây, ông bắt đầu rèn luyện bản lĩnh quản lý tài chính. Năng khiếu về chuyện tiền bạc của họ Hòa này từng nhiều lần khiến cho hoàng đế trầm trồ khen ngợi. Tháng Giêng năm 1776, Hòa Thân nhậm chức thị lang bộ hộ. Tới tháng 3 năm đó, ông lại được bổ nhiệm làm quân cơ đại thần. Một tháng sau, được phong làm đại thần tổng quản phủ nội vụ. Vào năm Càn Long thứ 45, tức năm 1780, đại học sĩ kiêm tổng đốc Vân Quý là Lý Thị Nghiêu bị tố giác tham nhũng. Càn Long liền hạ lệnh cho thị lang bộ hình là Khách Ninh và Hòa Thân điều tra vụ việc. Vụ án nhiều ngày không tiến triển, chỉ đến khi Hòa Thân dùng hình bức cung quản gia Triệu Nhất Hằng, việc tham ô của Lý Thị Nghiêu mới lộ ra chân tướng. Sự việc bê bối của họ Lý gác lại, Hòa Thân cũng lén lút bỏ túi được phân nửa tài sản của tên tham quan này. Sau đó, Càn Long lại càng trọng dụng ông, Hòa Thân lúc này lại thêm say mê tiền tài, quyền lực. Sau này, con trai ông là Phong Thân Ân Đức được Càn Long gả cho thập công chúa. Hòa Thân từ đó càng được thêm nhiều người nịnh bợ. Từ chỗ không nhận hối lộ,
ông bắt đầu tham ô, kết đảng, hình thành thế lực khuynh đảo triều đình. Vì yêu quý vị đại thần này, Càn Long nhiều lần bao che, xử nhẹ. Đối với Hòa Thân, việc gì cũng mắt nhắm, mắt mở. Phải đến thời Gia Khánh, những mánh khóe tham ô của đại tham quan này mới bị vạch trần. Ngày 12 tháng 2, Hòa Thân bị bắt cùng với Phúc Trường An. Sau khi bị hạch tội, Gia Khánh đã ra chỉ dụ kết án Hòa Thân xử lăng trì, tịch thu gia sản. Tuy nhiên sau đó, Gia Khánh lại quyết định miễn cho Hòa Thân khỏi một cái chết đau đớn và thay vào đó bắt ông tự vẫn tại phủ vào ngày 22 tháng 2 năm 1799, tha cho gia đình Hòa Thân, còn Phúc Trường An thì bị chém đầu. Đây cũng là chuyện lạ đối với những tội danh tày đình như thế. Nguyên do có thể gắn với những báu vật bí ẩn trong cung của Hòa Thân. Khi phá rỡ hai hòn giả sơn, triều đình phát hiện và tịch thu con tỷ hưu bằng ngọc phỉ thúy xanh, nhưng chữ Phúc, bút tích của chính vua Càn Long viết để tặng bà nội nhân dịp thượng thọ, không biết như thế nào lại lọt vào tay Hòa Thân thì được tạc vào một khối đá lớn. Nếu phá khối đá thì chữ Phúc cũng tan. Mặt khác, do bút tích của vua Càn Long nên không ai dám động vào. Đó là điềm báo khiến vua Gia Khánh tha chết cho cả nhà Hòa Thân. Sự giàu có của Hòa Thân vốn đã nổi tiếng, nhưng kết quả của sự tịch thu gia sản còn làm cho mọi người phải kinh ngạc hơn. Bản tịch biên gia sản rất dài, ghi đủ các thứ vàng bạc châu báu gấm vóc, không thể nào đếm xuể, tính ngang với số thu nhập của triều đình trong 10 năm. Sau này nghe nói, số lớn của cải châu báu tịch thu được đều được Gia Khánh Đế cho người đến chuyên trở về cung. Vì thế, trong dân gian có câu nói châm biếm vần miệng là Hòa Thân bị đổ, Gia Khánh vớ bở. Hoàng đế Gia Khánh đã gán cho Hòa Thân 20 tội danh như coi thường vương pháp hay cậy quyền cậy thế. Ảnh hưởng của Hòa Thân không chỉ chấm dứt sau khi ông ta chết, nạn tham nhũng tiếp tục ngày càng lan tràn cả trong và ngoài kinh đô, trong cả quan văn và võ. Bát Kỳ trở thành một đội quân ngày càng vô dụng, quân chính Lam Kỳ ngày càng hỗn loạn và mất đi nhiều trụ cột từ đầu thời nhà Thanh. Thói quen xa hoa, tiêu xài lãng phí làm lu mờ đạo đức dẫn đến sự suy tàn dần của triều đại này. Hòa Thân, người tình đồng tính đẹp như mỹ nhân của Càn Long. Có rất nhiều dị bản kể về mối tình Càn Long Hòa Thân, nhưng có một câu chuyện mà nhiều tài liệu ghi lại nhất chính là việc Hòa Thân chính là truyền kiếp của phi tử bị chết vì Càn Long hóa thành. Theo một số lời kể cho biết, vì vô tình vung lược đập trúng mặt Càn Long, lúc này đang là thái tử, khiến cho Càn Long bị một vết đỏ ở mặt, nên phi tử của ông chính, tức cha Càn Long, đã bị thái hậu ban cho cái chết. Càn Long rất đau khổ vì điều này nên đã dùng ngón tay đánh dấu vết đỏ lên cổ người phi tử này và hứa hẹn sau này phi tử này đầu thai sẽ gặp nhau. Không biết thực hư ra sao, nhưng sau khi trở thành vua nhà Thanh, Càn Long gặp Hòa Thân phát hiện trên cổ của vị đại thần này có một vết bớt đỏ hình ngón tay và cho rằng đây chính là người phi tử đầu thai. Khác với rất nhiều tạo hình Hòa Thân trong phim, nhiều tài liệu ghi lại rằng Hòa Thân sở hữu dung mạo rất đẹp, trắng trẻo, môi đỏ, khuôn mặt sắc nét rất quyến rũ. Sử sách cũng ghi lại, Hòa Thân có dung mạo trắng trẻo, da trắng, môi đỏ, cử chỉ trang nhã, xinh đẹp, chẳng khác gì nữ nhân. Khi gặp Càn Long, Hòa Thân đang ở độ tuổi 20, sử Trung Quốc là diễm lệ hơn cả phi tần của Càn Long. Ngoài việc sở hữu diện mạo giống người phi tử yêu quý, Hòa Thân còn tinh thông vạn việc khiến cho Càn Long càng ngày càng sủng hạnh. Dù có hàng trăm phi tần xinh đẹp xung quanh, nhưng Càn Long vẫn suốt ngày quấn quýt lấy Hòa Thân. Nhiều tài liệu ghi lại rằng nếu ngày nào mà Càn Long không gặp được Hòa Thân thì sẽ không chịu được, nên hàng ngày vị đại thần này phải vào hầu hạ và thăm nom. Sự sủng hạnh của Càn Long dành cho Hòa Thân không có gì phải bàn cãi, và ngược lại, Hòa Thân cũng cực kỳ yêu thương người tình đồng tính của mình. Không những hết lòng phục vụ mà Hòa Thân còn coi Càn Long như người yêu của mình, quấn quýt hầu hạ còn hơn bất cứ tên thái giám nào trong cung. Càn Long vi hành nơi đâu cũng đem theo Hòa Thân theo. Vì vậy mà có tư liệu cho rằng Hòa Thân là hoạn quan. Để chứng minh cho tình yêu của mình, Càn Long còn gả đệ nhất công chúa mà ông nhất mực yêu thương cho con trai của Hòa Thân và phong hiệu Phong Thân Ân Đức. Một số tài liệu còn ghi rằng Càn Long còn có ý định nhường ngôi cho Hòa Thân và việc này đã khiến vị vua sau này là Gia Khánh vô cùng tức giận. Tài liệu ghi lại rằng sau này khi Hòa Thân bị xử chết tại pháp trường có làm một bài thơ với nội dung rằng nếu có kiếp sau, ông cùng xin được làm thần tử hầu hạ cho Càn Long. Có nhiều lý do để Càn Long bao che cho Hòa Thân, song sự cố gắng của nhân vật này được xem là yếu tố then chốt. Lưu tiếng xấu muôn đời, tham quan Hòa Thân vẫn để lại bài học lấy lòng cấp trên đáng suy ngẫm. Nghệ thuật lấy lòng cấp trên của Hòa Thân. Khi còn đi học, Hòa Thân đã bộc lộ sự vượt trội hơn hẳn so với các bạn học cùng xuất thân Bát Kỳ khác.
Năm lên 10 tuổi, ông đã bắt đầu học cách bắt chước kiểu chữ của Càn Long để sau này khi viết tấu chương có thể lấy được thiện cảm từ hoàng đế. Thầy dạy của ông là Ngô Tỉnh Lan biết được chuyện này lại càng thêm cảm mến học trò của mình, từ đó dốc lòng truyền dạy cho Hòa Thân. Nhờ học thuộc luận ngữ, Hòa Thân đã trở thành thị vệ duy nhất có thể đàm đạo cùng Càn Long. Có lần, nhà vua thuận miệng dẫn một câu trong luận ngữ để biểu đạt ý trách cứ với quần thần. Khi đó, một thị vệ tuấn tú đã tiếp lời ông. Không chỉ hiểu ý Càn Long, thị vệ kia còn đưa ra một câu trả lời khiến hoàng đế vô cùng hài lòng. Đó không ai khác chính là Hòa Thân. Từ đó về sau, Càn Long đã bắt đầu để ý và thích đàm đạo cùng người thị vệ họ Hòa này. Có lần, Càn Long ngồi ở viên Minh Viên để xem chú giải của Chu Hy về Mạnh Tử, nhưng vì chữ quá nhỏ nên hoàng đế cảm thấy khó nhìn. Ngay lúc ấy, Hòa Thân nhanh trí học thuộc toàn bộ chú giải và đọc lại cho hoàng đế nghe. Nhờ vậy, hoàng đế khen người ông có tài học, ban chỉ phong cho chức tước, và kể từ đó, Hòa Thân chính thức bắt đầu con đường quan lộ của mình. Uốn ba tấc lưỡi, dễ dàng hóa nguy thành an. Khi về già, Càn Long rất mực sủng ái Đôn Phi. Vị phi tần này càng được nước, trở nên ngang ngược, thường xuyên đánh mắng người hầu. Có lần Đôn Phi vì một chuyện nhỏ mà đánh chết cung nữ, Càn Long biết chuyện đã vô cùng tức giận, định phế truất nàng. Đôn Phi vội tìm đến cầu cứu Hòa Thân. Vốn hiểu tính hoàng đế, vị quan họ Hòa biết Càn Long chỉ tức giận nhất thời, liền lấy lý do thập công chúa còn nhỏ, cần mẹ chăm sóc để khuyên nhà vua bớt giận. Nhờ câu nói ấy, hoàng đế chỉ giáng Đôn Phi xuống làm tần. Sau này, khi đã lấy lại được sự sủng ái, Đôn Phi gả thập công chúa cho con trai Hòa Thân để báo ân. Thông qua cuộc hôn nhân với hoàng tộc, địa vị của gia tộc họ Hòa thời bấy giờ càng trở nên vững chắc. Cách đối nhân xử thế với người thân của vị quan họ Hòa. Sinh thời, Hòa Thân từng được mệnh danh là đệ nhất Mỹ Nam Tử Mãn Châu. Có giai thoại còn truyền lại rằng, ông sở hữu dung mạo rất mực tuấn tú, lại có vài phần giống với người tình cũ của Càn Long nên mới được hoàng đế sủng ái. Năm xưa, Hòa Thân phất lên phần nào cũng nhờ cuộc hôn nhân với Phùng Tế Văn, con gái tổng đốc Phùng Anh Liêm. Vị quan này nổi tiếng là có duyên với phụ nữ. Cái khôn khéo của ông không chỉ có đất dụng võ trên chốn quan trường mà cũng được bộc lộ trong cách đối xử với gia đình. Cũng bởi vậy mà sau khi tham quan họ Hòa ngã ngựa và qua đời, những mỹ nhân theo ông đã nhiều năm như danh kỹ Ngô Liên Khanh, Đậu Khấu cùng ái thiếp Trường Nhị Cô đều tự tử. Tình yêu nghệ thuật và cách lách luật khôn khéo. Năm xưa, Hòa Thân từng vô cùng yêu thích cuốn tiểu thuyết Thạch Đầu Ký, thế nhưng chờ mãi không thấy ra hồi thứ 40 nên vị quan này đã âm thầm tìm Cao Ngạch và lệnh cho ông viết tiếp. Dưới thời bấy giờ, Thạch Đầu Ký nằm trong danh mục sách cấm. Cao Ngạch chiếu theo ý của Hòa Thân nên đã tiến hành biên soạn, sửa đổi, thêm nội dung ca ngợi triều đình vào cuốn tiểu thuyết này. Sau đó, Hòa Thân đổi tên sách thành Hồng Lâu Mộng, lại nhờ Đôn Phi dâng cho Càn Long. Nhà vua thấy tác phẩm ấy không có chỗ nào phản nghịch nên đã đồng ý phát hành khắp thiên hạ. Có thể nói Hồng Lâu Mộng được lưu truyền và phổ biến cho tới ngày hôm nay, ít nhiều cũng có một phần công sức của vị quan họ Hòa. Câu chuyện có ân tất báo của đại tham quan họ Hòa. Sau này, Hòa Thân nắm quyền quản lý, giám sát kỳ thi hội. Hai người thầy năm xưa của ông là Ngô Tỉnh Khâm và Ngô Tỉnh Lang bất ngờ đến thăm và bái Hòa Thân làm thầy. Bởi hai người nhiều lần thi trượt nên lần này muốn Hòa Thân giúp đỡ. Hòa đại nhân cũng không quên ân xưa, âm thầm mua chuộc thái giám bên người hoàng đế. Và từ đó, ông biết được Càn Long gần đây thường đọc những phần nào của tứ thư, lại nắm rõ hoàng đế đang quan tâm đến vấn đề gì nên gần như đoán chính xác phạm vi ra đề. Năm ấy, hai người thầy họ Ngô nhờ sự giúp đỡ của Hòa Thân nên đã thi đỗ, thuận lợi bước lên con đường làm quan. Càn Long qua đời, Hòa Thân cũng nhanh chóng rớt đài. Sau khi đại tham quan này ngã ngựa, túc thân Vương Vĩnh Tích phụ trách kiểm kê tài sản của nhà họ Hòa. Phải tới 2 tháng sau, kết quả kiểm kê mới được công bố với những con số khổng lồ tới mức khó tin. Dân gian còn truyền rằng tài sản nhà Hòa Thân thậm chí bằng 15 năm quốc khố thu vào của Đại Thanh. 3 ngày trước khi Hòa Thân qua đời vừa đúng vào dịp Tết Nguyên Tiêu, khi ấy ông đã biết thời gian của mình không còn nhiều. Ngồi trong ngục giam nhìn ra cảnh tượng vui vẻ bên ngoài, Hòa Thân không khỏi cảm khái, liền viết lên tường 2 bài hối thi, tức thơ hối hận. Dù được miễn án lăng trì, nhưng đại tham quan khét tiếng này vẫn không tránh khỏi tội chết. Tháng 2 năm 1799, Hòa Thân tự sát ở tuổi 49. Trong suốt hơn 200 năm thành lập và phát triển của triều đại nhà Thanh, Trung Quốc, tham quan không hề ít và Hòa Thân chính là người đứng đầu danh sách đen này. Theo ghi chép còn lưu lại đến ngày nay, Hòa Thân làm quan 30 năm,
năng lực tham ô thực sự khiến cho người đời phải kinh ngạc. Tài sản mà tham quan này vơ vét, bỏ vào túi riêng của mình lên đến 1 tỷ lượng bạc trắng, tương đương với tổng thu nhập tài chính của Thanh Triều trong vòng 15 năm. Cuối cùng, khi vua Càn Long vừa qua đời được nửa tháng, Hòa Thân đã bị vua Gia Khánh ban tặng cho cái chết, kết thúc một đời người. Để kể hết những giai thoại về Hòa Thân, có lẽ chỉ một hai bộ phim hay vài câu chuyện lịch sử thì sẽ không thể truyền tải hết được. Chúng tôi sẽ còn gửi đến quý khán giả nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, cũng như vô số những điều bí ẩn xoay quanh cuộc sống lúc sinh thời của vị quan tai tiếng nhất triều đại nhà Thanh này trong những chương trình tiếp theo. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Lịch sử Trung Quốc, nhấp vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!